Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng quá bạc bẽo, người nhà, vì sao ông lại làm như thế? Ông Tổng Trọng là người gốc Hà Nội, làm bí thư thành ủy thành phố ở thủ đô này. Và từ đó Hà Nội không hề có những ông bí thư thành ủy nào là dân gốc Hà Nội nữa. Quan chức gốc Hà Nội được xem là người nhà. Trong khi đó cánh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh luôn nâng đỡ cho người nhà của họ, thì ông Tổng lại hắt hủi người nhà rất lạnh lùng. Và câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng là ông Phạm Quang Nghị, là dân Yên Định, Thanh Hóa. Ông Nghị làm bí thư thành ủy hai nhiệm kỳ. Tuy dấu ấn ông Nghị để lại là một Hà Nội ê chề, ông Nghị đã buông lỏng lãnh đạo để ông Nguyễn Thế Khảo tự tung tự tác, quy hoạch Hà Nội lát bét không còn đường chữa nữa. Chưa hết, ông Nghị còn để Nguyễn Thế Thảo tự cắt 6.700 cây cổ thụ mà không lên tiếng ngăn cản. Đợi khi người dân phản đối gay gắt, ông Thảo mới chùn tay cho ngừng lại. Vậy thì lúc đó vai trò của ông Phạm Quang Nghị đang ở đâu? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dường như vẫn đang đi những người ở Hà Nội. Kế nhiệm ông Phạm Quang Nghị là Hoàng Trung Hải. Ông Hoàng Trung Hải quê ở Thái Bình chứ không phải là dân gốc Hà Nội. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải đang nổ bao nhiêu thì ông Hải lại mờ nhạt với vai trò người đứng đầu thủ đô bấy nhiêu. Tội của ông Hoàng Trung Hải rất lớn, hàng loạt dự án thua lỗ dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng không được ông Tổng khui ra, mà còn để ông này về nắm thủ đô. Cấp dưới của ông Hoàng Trung Hải là Nguyễn Đức Chung thì sai phạm trăm bề, bị bắt giam. Bởi ông Hải đã dính chàm phốt nên không có ý kiến gì trong việc làm sai trái của ông Nguyễn Đức Chung cả. Thủ đô vì thế mà ngày một thêm nát bét. Ông Hoàng Trung Hải là người cần phải bị trừng trị nhất thì ông Tổng cũng lại phớt lờ. Việc làm ngơ để ông này leo lên chiếc ghế cao nhất của thủ đô là điều khó có thể chấp nhận cho được. Tiếp theo ông Hoàng Trung Hải là ông Vương Đình Huệ. Ông Huệ là dân Nghệ An. Ông Huệ nắm bí thư thành ủy thủ đô chưa bao lâu thì ông vào tứ trụ. Ông Huệ không để lại dấu ấn gì cho thủ đô vì ông ở đây rất ngắn. Chiếc ghế đứng đầu thủ đô chỉ tạm dừng chân cho ông Huệ bước vào tứ trụ mà thôi. Đây là hình ảnh để một ông ngoại tỉnh đầy vết đen như Hoàng Trung Hải nắm thành phố Hà Nội không thuyết phục. Kế nhiệm ông Vương Đình Huệ là ông Đinh Tiến Dũng. Ông Dũng cũng tương tự như Hoàng Trung Hải, cũng dính rất nhiều vấn đề trước khi nắm ghế bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Và ông Dũng cũng mờ nhạt tương tự như ông Hoàng Trung Hải. Cấp dưới của ông Đinh Tiến Dũng là Trung Ngọc Anh, là con người rất tệ. Nhưng lúc ông Trung Ngọc Anh cấu kết với Việt Á, ông Đinh Tiến Dũng vẫn không can ngăn gì. Và để cho sự việc đổ bể như ngày hôm nay, ai cũng đã thấy. Tất cả các đời bí thư và chủ tịch thành phố Hà Nội đều là người tỉnh lẻ chám vào, ngoại trừ ông Trung Ngọc Anh là dân Hà Nội. Nhưng về phẩm chất đạo đức thì ông Chu lại quá tệ, không xứng đáng cho ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố đông dân này. Theo như Thời báo.d được biết thì ông bí thư thành ủy tiếp theo cũng sẽ là người không phải từ Hà Nội. Đã đến lúc người Hà Nội cần phải đặt câu hỏi tại sao ông Tổng để những con người ngoại tỉnh vào nắm thóp của thủ đô như thế. Trong tay ông đang có quyền sinh quyền sát mà ông lại bạc đãi với người nhà của mình như vậy, có vẻ là quá bất công. Không biết quan chức nhà nước gốc thủ đô đang làm việc trong bộ máy chính quyền ở thành phố Hà Nội có thấy đây là sự bất công hay không? Đây là hình ảnh Hà Nội thiếu người hay sao mà ông Tổng lại chọn Chu Ngọc Anh. Có người cho rằng ông Tổng muốn chọn người có đức có tài cho các vị trí lãnh đạo của thành phố, chứ ông không quan trọng đấy là địa phương nào. Tuy nhiên cũng có ý kiến phản biện lại là nhưng người ngoại tỉnh mà ông Tổng để họ lên nắm thành phố, thủ đô toàn là những nhân vật dính đầy sai phạm, chứ có ai trong sạch đâu. Chọn người có đức có tài thực sự thì dân thủ đô còn chấp nhận được, chứ chọn toàn những kẻ tham lam bất tài từ ngoài vào nắm thóp dân thủ đô thì đây quả là bất công ngất trời. Và câu hỏi bây giờ đặt ra đó là dân thủ đô phải làm gì để giải thoát bất công, chứ sao lại cam chịu đến như thế này? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Chí Thanh mới lên chức đã khủng bố, chơi dại hay chơi khôn đây? Ông Trần Chí Thanh từ Nghệ An mà được nhảy vào chiếc ghế quyền lực thứ
thứ hai tại thành phố Hà Nội là một may mắn mà cũng là một chiến thắng vẻ vang của cánh Nghệ An. Dân thủ đô ngàn năm văn hiến đã thua trắng bụng trước một ông tỉnh lẻ. Đây là nỗi nhục cho lực lượng quan chức ở gốc thành phố Hà Nội. Mỗi ông quan chức khi mới nhậm chức luôn tạo dấu ấn. Vấn đề là tạo dấu ấn với đảng hay là tạo dấu ấn với dân. Thông thường nếu tạo dấu ấn với đảng thì được đánh giá rất cao nhưng dễ bị đối thủ âm thầm triệt hạ. Tạo dấu ấn với dân thì đôi khi lại làm phật lòng đảng và cũng là một cái dại. Vậy thì ông tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tạo dấu ấn gì cho vị trí mới của mình vừa nhậm chức? Đây là hình ảnh ông tân chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh. Khoảng từ một tuần nay, mạng xã hội đã xôn xao về vụ khôi phục loa phường tại thành phố Hà Nội. Việc tái lập hệ thống loa phường, truyền thanh đến tận tổ dân phố, thôn mà dân chúng vẫn ví von là loa phường, nằm trong kế hoạch gọi là chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khỏi phải nói là người dân cả nước phản ứng tiêu cực như thế nào, đặc biệt là người dân ở thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, việc dân phản ứng là chuyện cổ dân. Còn vấn đề ở đây là ông Trần Sĩ Thanh cho khôi phục nó vì lý do gì là câu hỏi được đặt ra. Nếu lấy lòng dân thì chắc chắn không phải, vì chẳng ai lại đi nghe loa phường, trong khi đó ai cũng có smartphone trên tay nghe và xem các thông tin khác nhau. Hồi đầu thập niên 2010, sau khi tổ chức thăm dò dư luận trên cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội về loa phường và nhận lại kết quả là 89,67% không tán thành, Chủ tịch Hà Nội khi đó đã quyết định xóa bỏ hệ thống loa phường. Việc ông Trần Sĩ Thanh mới nhậm chức mà cho tái lập hệ thống loa phường chính là một kiểu dọa dân nhằm khẳng định sức mạnh mới của tân chủ tịch. Tuy nhiên, ẩn đằng sau đó là ý đồ khác, đó là ông Trần Sĩ Thanh đã giúp nhóm lợi ích Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin Tuyên truyền thành phố Hà Nội có cơ sở rút ruột ngân sách rất lớn để chia chác cho nhau. Thực sự đây là một loại dự án vẽ ra để trục lợi, chứ người dân không ai đồng tình khôi phục lại hệ thống gây ô nhiễm tiếng ồn này vốn đã rất lớn ở thủ đô Hà Nội. Đây là hình ảnh dự án khôi phục loa phường. Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Hà Nội được công bố ngay sau khi ông Trần Sĩ Thanh trở thành chủ tịch Hà Nội. Đây được cho là cách chào sân thiếu khôn ngoan của ông tân chủ tịch thành phố. Hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm sâu sắc từ việc công bố các dự án, kế hoạch, công trình bị dân chúng phản đối và la ó kịch liệt vì đã vô bổ, tốn kém. Và cuối cùng, không ít dự án, kế hoạch, công trình phải tạm ngưng để triển khai hay đình chỉ vĩnh viễn. Gần đây, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương chỉ công bố các dự án, kế hoạch, công trình khi họ cảm thấy chắc chắn. Nhưng nếu ông Trần Sĩ Thanh khôn ngoan thì cho tạm ngưng, còn không thì lúc không được vui, ông Tổng lại cho khui ra dự án, thì sẽ dính phốt rất nhiều. Dự án loa phường này để lại vết tích rất dễ truy tìm về số chi của nó. Khôn hay dại trong mỗi quyết định rất khó xác định. Dù mất lòng dân nhưng Trần Sĩ Thanh được lòng nhóm lợi ích ở Hà Nội vì có thêm dự án để chia chác cho nhau. Lấy lòng quan chức địa phương là một cái nhìn khá tốt cho định hướng chính trị. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể thì dấu vết dự án luôn là thứ có thể quật lại quan chức này bất cứ lúc nào. Đấy là cái dại. Đây là hình ảnh chiếc ghế của ông chủ tịch Hà Nội những năm gần đây có rất nhiều duyên với nhà tù. Trần Sĩ Thanh còn đang ở thế kẹt, thỏa lòng tham thuộc hạ thì có được sự ủng hộ, nhưng đây rủi ro, còn khó khăn với thuộc hạ thì cũng lại là một rủi ro nữa. Không có con đường nào hoàn mỹ cả, trò chơi chính trị là như thế, và Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh thì đã ngã ngựa, là một bài học cho ông Trần Sĩ Thanh cần phải cẩn thận. Trò chơi chính trị rất thất thường, bạn bè đó rồi kẻ thù đó nên cũng rất nhiều cạm bẫy.